Rồi, hôm nay gia đình mình đi lễ chùa nè, đầu năm. Chúc cho gia đạo được bình an, mạnh khỏe, vạn sự được hanh thông. À, đây là chùa Bayview lớn. Đông lắm mọi người à, không thể tưởng tượng, chỗ nó đông cực kỳ. Tại vì mọi người biết làm sao, như nói là ở chùa này rất là thiêng. Mình cầu gì được cái thì mình cầu cho. Hôm nay là mình có được một cái rồi bây giờ mình đi một vòng chùa mình xem nha. Rồi bây giờ em đứng đây với con nha, anh quay một vòng chùa cho mọi người thấy nha. Rồi em đang đứng đây coi ngoài kia, họ có bảo có bắt dầu không?